Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an thành phố Hạ Long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự sinh năm 1979, quê Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có công an việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu, nên khoảng tháng 3 năm 2024, Lê Văn Sự mạo xưng là Trung tướng Công an và nói với Khuất Liên Hương sinh năm 1971, thường trú tại Hà Nội là bạn quen biết xã hội của Sự, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công sẽ cho chủ tài khoản hưởng 5% hoa hồng số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho sự 20 triệu đồng để nâng cấp tài khoản VIP trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024. Tại thành phố Hạ Long, sự đã chiếm đoạt tổng số tiền 170 triệu đồng, của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó có ông Mai Văn Tê sinh năm 1965 ở thành phố Hạ Long. Hiện công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Sự và đề nghị ai là nạn nhân của sự thì liên hệ với công an thành phố Hạ Long cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.